Ok, lên em. Vẫn là một con nói quen thuộc. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu con game mới. Game này thì nó tương đối độc lạ vậy đó. Đây, hôm nay phải ra sai. Game này thì nó cũng ra mắt khoảng một tháng rồi. Gần một tháng rồi, tôi mới bắt đầu chơi. Mặc dù nhận key khá là lâu rồi đó. Nên hôm nay cũng vui thử. Ban đầu nhìn nó thì chỉ quan tâm cái thẻ, thể loại của nó là tên bay combat thẻ bài thôi. Nhưng mà sau này xem lại thông tin thì thấy rất nhiều thể loại dị luôn, độc lạ luôn. LGBT nè, TV LG nè, hẹn hò nè, trò đùa đen tối nè, có co-op rồi lại có cả mà BBB nữa. Trong khi nó lại là vào cốt truyện thể loại tiểu thuyết. Nhiều lựa chọn, nói chung là cái con game này quá nhiều thể loại độc lạ luôn á. Tắt thông báo luôn, không cho sếp tôi liên hệ luôn. Cái thể loại này rất là đầy đủ luôn. Nè, anh em nhìn nè. Chơi đơn nè, chơi BBB nè, chia sẻ màn hình nè, co-op nè. Nhưng mà cái thể loại nó còn độc nữa, coi thử cái trailer nó coi sao. Cho mấy cái con gì hổm gì đâu. What do you mean, nah? It just seems like a lot Mình of kéo cái này work. qua đây. But all of these hot, eligible singles will die. Whoa, hold up. You Ồ, said they're nhìn cái dạng nhân single. vật này tạo Ooh, hình can cũng I đẹp date quá her? Heroes can date anyone they want. Oh, let's go. You should have led with that. What am I doing? We need you to Nó vừa repel độc vừa these lạ lại vừa dĩ nữa. from the town. Bây giờ chúng ta cũng có đi giả lập hẹn hò tán gái nữa đó. Mà gọi là tán cái giống cái chứ không phải là tán gái. Power up and learn new Chưa biết nó có phải abilities. là người không nữa. You mean hitting on them? Woo! Yes, I mean hitting on them. Trailer này thì nó sâu vài cái thông tin thôi. Đây là có dạng game thẻ bài nữa nè. Có nhiều cái chỉ số nữa nè. Nhìn chung là game này nó cũng tương đối đầy đủ á, chứ không phải là chỉ là giả lập hẹn hò đơn giản thôi. Anh em thấy game hay chưa? Nhìn tấm hình này là thấy game hay đó. 6 nhân vật hả? Cứu thế giới. Không phải để tỏ ra ngầu hơn ai, chỉ không muốn bản thân là trở thành một thằng thất bại thôi, thằng lo sơ thôi. Ừ, vậy em xem thông tin thì khá là ngon ngộ á. Thử xem cái con game khác của nhà phát hành nè. Ừ, nhà phát hành này thì cũng đa thể loại lắm. Game này xem cũng thú vị phết. Game này thì tôi đọc thông tin rồi, chưa có chơi. Tại vì nó mang thiên hướng anime quá nhiều. Có thời gian rảnh thì sẽ thử qua. À, con game này thì tôi đã từng đọc một cái thông tin về nó rồi. Này. Game này lúc trước á, là nó nằm ở một studio bên châu Âu. Lúc đó thì họ có nói là đem cái con game đi tranh giải. Đây, rất là nhiều giải thưởng luôn, nhưng cuối cùng họ không qua được cái vòng loại. Lúc đó họ mới lên tiếng là cái người tổ chức cái cuộc thi, cuộc đánh giá này đó, được tài trợ bởi mà chính phủ bên nước đó luôn. Lúc đó thì mới lôi ra kiểm duyệt, kiện cáo rất là nhiều lần. Thì kết quả đến bây giờ thì vẫn chưa rõ nữa. Nói chung là bán đi 3 năm trời đi kiện cáo. Đây là game này, lúc trước tôi có đọc rồi. Anh em mà lên video xét game, tên game này có thể ra cái bài viết của tôi về game này đó. Còn đây là một game cũng của nhà phát hành đó luôn. Trông cũng khá lỏm, quýt tiếp đi. Game này thì mới ra mắt nhiều đầu năm nay thôi. Phiên bản đầy đủ luôn chứ không Early Access nữa nha. Lúc trước thì đã Early Access. Early Access vào tháng 4 năm ngoái, sau đó ra mắt vào đầu năm nay. Còn cái này nhà phát hành cũng có khá nhiều game. Game này thì tôi cũng thử qua rồi. Nó tương đối đơn giản thôi, không được như kỳ vọng. Rồi cái này là chung luôn. Ừ. Được, hầu hết là mấy con game này cũng để là ấn tượng khá tốt á. Dạng visual novel, kể chuyện tiểu thuyết còn rất nhiều. Game này thì tôi đã từng thử qua rồi, lúc nó mới ra mắt luôn. Thì cũng tạm ổn. Nên nhưng mà nó khó nha, rất là khó nha. Tôi chơi ăn thành khá là nhiều cái thời gian đó lắm. Này là từ tháng 8 rồi. Ok, bây giờ vô game thôi, lẩm nhẩm nhiều quá. Chắc để ở cửa sổ rồi luôn nhớ chạy ổn định quá. Bên AMD á, nó hay rất là hay có cái lỗi khi anh em dùng nhiều màn hình á, cái độ phân giải với tần số quét khác nhau là nó chạy không có ổn định. Bởi vì tôi thường xuyên là để cái độ phân giải cái cửa sổ như thế này cho nó ổn định rồi. Đó, 144 điều. Mà game này thực ra không cần FPS cao đâu.
Cái thanh này tôi cho nó ẩn đi, để ngước mắt đó, cho nó ẩn xuống dưới thì chúng ta chỉ còn cái thanh trên thôi, nhìn cũng được. Cái này có cả chơi online nữa nghe. Cái này là setting, thì setting chắc bình thường thôi. Hiện để ý à, hiện đi, hiện đi. Void test là sao, sâu test à, chắc là để trò chuyện khi mình chơi co-op hay là chơi online với bạn bè vậy đó. Ending này chắc những cái kết thúc mình sẽ mở ra được. Còn cái start này những cái chỉ số thôi, chưa có gì cả, thì chưa có chơi mà. Cái gì? Để mở cái, mở cái edit menu cũng được cái thành tựu nữa. Nhìn cái mà logo của cái hãng nè. Ok, mở cái ending này có thành tựu không? Rồi, chúng ta may có hướng dẫn nha. Số người chơi là 1, 2, 3, 4, tối đa được 4 người, anh em có thể chỉnh thoải mái. Có gì một like luôn nè, anh em có bạn bè có thể thử qua. Hình như là con game này chỉ cần một người mua thôi, còn lại là những người khác đều chơi được luôn hả vậy. Độ dài, độ dài game là thử cái ngắn đi, tí nữa mình lên trung bình rồi sau. Độ khó game là kỳ nghỉ hả? Phiêu lưu chiến tranh, kỳ nghỉ trước đi, làm quen game mà. Chào mừng đến cái thị trấn hoàng hôn này. Nói chung là thời tiết rất là đẹp đó. Có một lý do là thế giới đã bắt đầu tận thế rồi, thị trấn này thì cũng bay màu luôn. Và bắt đầu vô giới thiệu nhân vật nè. Đây là tiến sĩ Phan, bác sĩ Phan. Sao bác sĩ mà lại cầm cái lưỡi hái của tử thần như vậy? Đây là một chiến binh huyền thoại tên là Leo. Ồ, em này giống mấy cái chiến binh, đúng là chiến binh huyền thoại thiệt. Mình cấp tành ai, một tên cúp biển. Nó có mà con nhện đây nữa nè. Thanh niên này vừa là cướp biển vừa là hải dương học luôn. Còn đây là một em gái nữa chúng ta nè. Đây là Hayley. Hayley này là mà chích up chết nữa trong Halloween nữa, thì chắc là cho cái em Halloween đó. Em này là một thương nhân bóng tối, chuyên làm việc tên là gì, Tessa hả? Cuối cùng là thằng này, một cái phù thủy dạng như Vampire Vladimir đó, tên là Vando và Vladimir. Không đâu cho nó chơi chữ như thế này thôi. Cùng với rất nhiều người thì rất nhiều người này thì chả quan tâm gì đến ngày thân thế cả. Trong một hồi có vẻ mạnh đó, nên mình sẽ lựa chọn cái an toàn. Không, không có gì đâu. Cứu thế giới không phải để tỏ ra ngầu nè. Chỉ là không ai muốn trở thành một thằng lo sơ mà thôi. Trở thành phi Voyager đó. Voyager đó. Rồi ok, bây giờ chắc chúng ta lại là cái thằng Coolie đi cứu thế giới thôi. Trên đường đi cứu thế giới thì nhân tiện tán tỉnh mấy cái người nãy luôn. Rồi, vừa đi nghỉ hè du lịch, vừa cứu thế giới, vừa được hẹn hò với những người đó, chưa được đào tạo để trở thành một cái mà anh hùng huyền thoại để đánh bại thằng Dead Canine này, lại là thằng Dead Canine nữa, kỵ sĩ bóng tối đó. Thì cứ cái mô hình mô típ mà game phim tận thế thì cứ đưa cái thằng đó ra làm bia đỡ đạn thôi. Rồi mình sẽ có một cơ hội, đây là chỉ có 5 ngày trước khi mà thằng Dead Canine này phá hủy thế giới. Mình ai? Đây là cái nhân vật mình hả? Không phải người nãy hả? Trời ơi, nhìn gì hổng hết. Thằng này là thằng Long Quy Buôn để đôi nè. Mang giày cao gót nữa chứ. Cái đuôi buộc nơ nữa. Đực thì auto lỗi nha. Để K5S này đó hả? Trong Ninja Gùa đi qua phải không? Con này gùa hay ếch không biết nữa, này chuột. Theo cái góc nhìn của tôi thì chỉ chọn được cái em màu hồng này thôi.
Tí nữa thì có thử thì thử qua để ra năm ếch đây. Đặt cái tên Hentai VN nữa nè. We're gonna have so much fun. Đây, đâu là good của mình? Là người mình cảm tình á. Thì tất nhiên là mấy thằng đực này tôi lỗi hết nha. Sau ghi anh em, nói trước luôn. Thanh kiếm dài 6 inch thì không được chấp nhận. Không cũng vừa thôi. Em này hơi bị bạo à. Đực thì bỏ qua. Em này là chủ cửa hàng á. Người có thể mang rất nhiều vật dụng. Một trong những cái tư thế mà hơi khó đó. Bỏ học đi. Em này là sinh viên hả? Thử em này trước. Leo bó. Nữ hoàng là Leo Bách Gia bó. Này là gì? Tên là Aya. Ala. 5 ngày trước khi cái thằng Dash Kanai này phá hủy thế giới. How to lay đây chắc là cái hướng dẫn rồi. Cái gì bệnh viện, quán bar, lâu đài, cửa hàng gì đây? Là lựa chọn địa điểm. Hay là mình sẽ chọn một cái địa điểm đó, dựa theo cái bảng hiệu như thế này để bắt đầu cái chuyến hành trình của mình. Chọn cái địa điểm thì sẽ cho mình cái chỉ số, tăng thêm cái chỉ số hoặc là cái item trong cái shop nào đó. Cái này thì chắc tăng máu rồi. Cái này thì hoặc là tăng boost hay cái gì đó. Lâu đài thì chả biết. Shop thì nó sẽ cho mình cái item. Cái này chắc tăng thế lực. Rồi ok. Tiếp theo mình sẽ qua giai đoạn kế tiếp. Gặp gỡ những cư dân ở đây. Có là rất nhiều cô nàng nóng bỏng đang ở gần mình. Hãy giúp đỡ những cư dân và giải quyết cái vấn đề của họ. Thì giống như mấy con game giá làm hẹn hò vậy thôi. Mình lại gặp gái, mình trò chuyện xong rồi đi làm cu li chạy giặt cho mấy em đó. Mỗi lựa chọn của mình thì đều có một cái là hậu quả, kết quả khác nhau. Kết quả này thường là cái kết quả xấu thôi. Và sẽ nhận được cái phần thưởng lớn tương ứng với nó. Nói chung là rủi ro đi kèm với lợi nhuận đó. Càng liều thì nói chung là càng ngon. Nếu mà mình đã gặp qua cái sự kiện trước đó thì mình có thể là tua nhanh bởi qua nó để tiết kiệm thời gian. Rồi ok. Cái hồi nãy cái em mình chọn là cái gì? Shopkeeper phải không ba? Không không, hồi nãy mình chọn cái gì ba? Em chiến binh đúng rồi. Cái chỉ số của mình thì sẽ tăng liên tục trong cái quá trình mình chơi game luôn. Cái chỉ số này sẽ giúp mình là có thể tham gia vào các cái lựa chọn đặc biệt của nó. Cũng như hỗ trợ mình trong cái trận đánh rất nhiều. Thì nó giống như mấy con Cyberpunk hay Baldur's Gate vậy đó. Khi cái chỉ số mà sức khỏe anh em đủ cao thì anh em có thể được quyền phá cửa. Hay là cái chỉ số hacking của mình cao thì mình hack vô mấy cái hệ thống cao cấp hơn. Ok, nói chung cái chỉ số này sẽ mở ra nhiều cái lựa chọn hơn. Đây là những cái cách tăng năng lượng của mình. Mình có thể là xem mấy cái phần thưởng trong cái đồ của mình. Nhưng chỉ trong cái lần chơi đầu tiên thôi. Những lần đầu chơi thì mình cũng đừng có lo quá nhiều cái vấn đề này. Chơi nhiều quá vậy. Mỗi cái game thì nó sẽ được làm mới. Làm sao ta? Cái này dạng mini game á. Cái nhiệm vụ là ngẫu nhiên thôi, hoàn thành cái nhiệm vụ phụ á thì sẽ nhận được cái phần thưởng là tương ứng với nó. Nhưng mà mấy cái này chắc là cái mini game trong cái con game nữa. Vậy nó liên quan gì đến cái quest này không ta? Đây nào. Nhiều quá vậy, tìm kiếm tình yêu của mình. Nếu mình đang kiếm một cái cuộc hẹn á thì hãy đảm bảo là đã hoàn thành các nhiệm vụ. Nói chung là cái nhiệm vụ mang tính lãng mạn trước đó. Bạn không thể lãng mạn với một số nhân vật mà mình không thấy good. Rồi rồi. Tức là hồi nãy tôi chọn cái em mà Leo Bacha đó, nữ hoàng Leo Bacha đó là bắt buộc phải theo em đó. Nhưng mà vẫn có một số ngoại lệ nha. Đây. Lập nhóm để là team up với nhau. Để bè mấy con quái nhỏ nhỏ tí, con mini boss đó. Nhận được mấy cái vật phẩm này, ok. Trời yêu giới thiệu gì, cái mà hướng dẫn gì mà tới 10 trang rồi.
nhận được một cái kết thúc khác nhau á, cái ending đó, mỗi cái ending khác nhau. Thì mình có thể tham gia vào mấy cái tiệc tùng hay không, thắng hoặc thua hoặc là kết thúc, nói chung là cứ thử đi rất là nhiều lần. Ending càng nhiều thì nó mở ra càng nhiều cái thứ mới. Hướng dẫn này có thể khởi động lại để nó hướng dẫn thêm một cái mới nữa. Rồi, ok. Chưa vô game mà đọc 10 trang hướng dẫn rồi. Game casual mà gì đó hả? Cái gì đây? Tên mình là Asia Level Up. Cái chỉ số này sức khỏe nè. Cái này là dạng như thể lực đi. Cái này là cái gì đó? Ai đó đã để quên cái cửa hàng, gần cái cửa hàng, nên lấy độc hay là lấy máu? Bọn họ quên cái gì? Độc đi. Cái này là buổi sáng mình chọn làm cái gì, còn buổi chiều mình chọn làm cái gì? Đi làm việc. Nhận được hai cái token Gion, ok. Chúng ta 5 ngày nữa thằng Dash Knight nó bem thế giới rồi, bây giờ đi nhẫn đi chơi. Chỉ số này coi sao. Cái này là cái bảng nhiệm vụ, dạng như là cái bảng mà anh em chơi mấy game nhập vai, nhập vai rồi đi lại mấy cái bảng để nhận nhiệm vụ thì nó vô đây. À, cái điểm này điểm tâm lý, điểm độc, mây độc. Học được cái khiêu mây độc á, ghé tầm bệnh viện. Nhận 3 lời nguyền. Sao cây kiếm này nó ngầu quá vậy? Ủa cái này là cây kiếm. Cây kiếm ác quỷ chứ không phải là cây kiếm. Không. Endgame cái này là thấy là cái này là ban đầu khởi đầu á, mình mới tập chơi thì cái này ổn nhất, còn cái này thì ngon nhất. Thu được một cái vũ khí là mình nhận được hai cái này, multi way cho chị vũ hồi, một cái là xác long nhân ở cái này. Thôi nhận được nhiều cái không? Không. E nếu gì tên là game. Bây giờ mình nên đi đâu đây? Đây, cái E là cái gì? Sử dụng cái cửa hàng nữa. Đây. Trí tuệ cái này là cái hình bộ não đó hả trời. Cái này là mối quan hệ bạn bè thôi. Cái vật phẩm tiêu thụ. Cái này là những cái vật phẩm, ok. Vũ khí, sử dụng combat. Nó có chỉ số thì có thể nâng cấp. Lại bắt đầu hướng dẫn nó rồi. Cái này là dạng như là cái gì, cổ vật. Nó nhân cái nội tại bản đồ rồi, ok. Tiền Gion, cơ hội để đổi mấy cái vật phẩm này, ok. Cái trang bị của lời nguyền. Rồi, ok. Đem vật phẩm đi nâng cấp. Cái này cái kho đồ của mình, kỹ năng là mình có là đấm gì mà phun lửa thôi, đấm lửa thôi, ba đam hết. Mình có cảm tình với em Leo là một nè, một điểm nè. Vậy là mình quan tâm hai cái này thôi. Thôi ok, chúng ta đi tán gái thôi. Cái quest hồi nãy là chúng ta yêu cầu nhận một vũ khí. Thì mình vũ khí thì có khả năng nó nằm ở cái lâu đài nữa thôi. Đun gần nhé. Nhận được một điểm trí tuệ. Rồi ok. Mình gặp được em Leo nè. Với mà Harley lại cái đun gần này. Chích đập chết. Đây. Đã mấy hai người này đã dạo một cái ở đun gần thì nó chẳng có gì ở đó cả.
Wow. Thôi, bye bye hai em. Tôi chuyển qua chị này đây. Naxila. Rồi, bye bye. Em này đi đi. Rất vui được phục vụ. Em này là cái gì đó? Một cái đinh gần nghèo nàn được thiết kế ra. Đúng là chẳng có gì trong đó cả. Đang bạn chỉ chuyển cái thiết kế đinh gần này cho cái vấn đề thương mại thôi. Cái này là cái biểu hiện cáo giận hay gì? Đơn giản là cười đấy thôi. Mình là con rồng hả? Ủa không, mình không phải rồng. Con rồng nãy là nhân vật bên đây. Vậy là nhân vật rồng thì nên chọn vô cái đinh gần này. Mình vô đinh gành rồi mà hai em này lại rủ ra ngoài để tìm kiếm một cái thì thứ gì đó. Nên đi không? Đi là mình chọn theo em này chứ không có theo hai em kia rồi sai lầm rồi. Cái gì vậy? Mình đã được con xà lam nó vô party rồi. Em Galeo với mà em cái gì em mà cao cao bên đây nó vẫn đang cãi nhau đến giờ đó. Quá giật tấn công. Ok, vô đây anh bè mày. Giờ mới đầu vô game play rồi. Bắt đầu lại cái chuỗi hướng dẫn về sòng sọc. Góc trên bên trái, chỉ số của mình. Rồi mới để làm cái gì. Ok, đây nè, chỉ số của mình ở đây. Nếu mình có nhiều loại vũ khí á, có thể trang bị đó khi bắt đầu lại mỗi cái dòng. Con số này có thể tăng trong cái quá trình chiến đấu. Đa số cái lượt của mình thì sử dụng mấy cái thẻ skill thôi. Mình cần phải đi học nó từ các cái cư dân ở thị trấn này. Tức là mình đi vô dạo mình học khiêu đó. Cái khiêu này phụ thuộc vào cái chỉ số mà trí tuệ của mình đang là 5 nè. Sau mỗi tuần thì bạn bè của mình sẽ tham gia cái này đang mà chơi đơn mà. Thôi vô đánh đi. Năm trên năm là cho tên 1. Con này 14 máu. 10 máu. Bây giờ nó yếu rồi. Đấm nó cái nó 6 máu nè. 1 máu à. Con xà lam nó mới boost mình. Nhận được một cái dao. Ok. Mạnh lên. Buổi chiều thì mình nên làm cái gì? Xin này là cái gì đó? Đi huấn luyện tiếp đi. Tăng được hai cái chỉ số là máu. Rồi ok. Mình đi lên chỗ này á thì nó có quái vật nè. Có quà nữa nè. Đi tới shop lấy đồ không? Hay là đi lên lâu đài đấm quái vật đi. Bá chục máu. Adventure time!
mình đánh nguyên cái combo thì nó mất khoảng 19 máu thôi. Bị gì đấy? Nó đánh một cái là 7 máu luôn hả? 11 thì nhiêu đây là đủ luôn nè, 12 à. Nữa không? Nữa không? Chơi lên cái con này nó rớt ra món đồ. Con này tên là Skid gì đó. Nhận được một cái điểm ma pháp nữa. Đây, lại gặp em Leo rồi. Thằng Vladimir này Phúc, thằng này tên là gì ta? Bando phải không? What? Thanh niên này thì cuồng ma pháp, còn em này thì cuồng mấy cái vật phẩm. Nói chung là hai bên nhân nhau thôi. Bạn chỉ biết mỗi kỹ năng dơi thôi, không thể chịu hồi được một con gà đâu. Pháp thuật không phải là một trò đùa, nó là một nghệ thuật chiến đấu. Nói chung là hai em này kể nhau đó, mình sẽ theo một trong hai bên thôi. Đương nhiên là theo em này rồi, từ đầu là mình định hướng cho em à. Thôi hai đứa nó bêm nhau đến chết rồi. Để ai ra quyết định là để mình đó. Đương nhiên là em ấy. Đó. Cái gì? Nó ám cái gì cho mình vậy? À, mình nhờ Leo học được cái bút này. Lên level 3, tăng được 2 chỉ số. Có ai đó gớt kia vào ở cái phòng tập gym. Đó là đồ thật. Đi học tăng điểm trí tuệ hết ta. Phải đi tập luyện đi cho nó lên tí máu. Đây nó lên điểm sờ chen luôn nè. Trời ơi, chưa gì mà sắp tận thế nữa hả? Bây giờ đi đóng có quả cho nó. Đi đây thì được cái dao mình đã biết rồi. Đi quán bar thì mình có cái độc. Mỗi cái shop là có cái độc. Đi quán bar có cái gì có quái nè. Đấm nó nè. Muốn được máu. Xác lòng nhân nè. Đốt nữa là tuần sau thì mình đánh được nó nhẹ nhẹ thôi anh ơi, dễ da. Xong rồi, uống 3 máu à. Nhận được một điểm tình bạn. Nhân vật này nhân vật mới phải không? Yo. Rất tiếc, hai anh đực thì bye bye đi. Bây giờ tôi phân vân với hai em này thôi, mình có thể bắt cá hai tay được không? Muốn làm gà không?
Tôi muốn làm chim, một chú chim bồ câu mà thôi. Em này có vẻ khá là tự ti đó. Một ván là thắng luôn. Tin em này được không ta? Đương nhiên là do tem có Leo rồi. Không cần cơ bắp đâu, chúng ta vẫn có thể chiến thắng được. Chuẩn bị đấu boss rồi, game này nó làm nhanh quá. Còn gì đây? Tentacle à? Con này giống trong cái phim mà ngoài không gian vậy đó. Ủa con này đã đến rồi mà. Chỉ sử dụng được 5 lá bài thôi nha, nên tí nữa phải tính toán kỹ kỹ rồi. Min mắt đó. Đến shop đi. Đến shop đấy mà cái vũ khí. Đi party thì nó lên cái gì? Đột một cái con nữa vô cái mà cái của mình. Đâu rồi? Đây nè. Cái đâm phép cộng 3. Con này tốc độ nhanh hơn. Bản. Cái này xài sao ta? Mình trang bị cái kiếm này thì cái nắm đấm của mình nó sẽ có 5 đam. Còn trang bị cái kiếm này thì được cái phát chép nó gây là 6 đam và nó thêm cái hiệu ứng nữa. Cái này gây độc. Cái này chỉ số gain ship là cái gì không biết. À, tăng cái kill của bạn bè lên 1. Magic đam ở con của mình là nó chơi semi hay vậy luôn rồi. Cái chain này á là tính theo chỉ số này, chỉ số cái nắm đấm chain này, còn cái bên phải nó magic này đã tính theo chỉ số magic này. Điều này cũng magic luôn. Bốn điểm như Leo trước khi mà gặp được cái này, trước khi tận thế. Từ từ đã, để suy nghĩ đã. Đây 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 đây, đây nó có cái hộp quà đỏ đỏ nữa nè. Được hai cái món đồ nữa. Chào em, tí nữa mình sẽ hẹn hò với em này. Giá tiền ở đâu em? Cái này cây này thì có rồi. Nhận được cái item ngẫu nhiên trong combat.
cũng được. Ủa, cái này đã vô khôi đồ luôn chứ đâu phải thành tựu đâu. Em ở giữa nhìn tươi phết đó. Hey there. Em này thì chả có gì cả, đúng là tự ti luôn. Đặng mặt thời trang ngay cái lúc mà còn tận thế 2 ngày nữa chứ. Baby. Were you born stupid? Bơm tấn bên dưới cái áo tròn này. Quên nữa, con game này có thẻ 18 cộng không ta? Cái trang phục cơ bắp. Một cái áo sơ mi. Tôi ước cực tôi sẽ trở nên to hơn. Như gì là đủ rồi em ơi. Đó, như gì là vừa đủ cho em đó rồi. Như một ví dụ là Kaleo đang rất quan tâm về cái cỡ ngực của cô ấy, nên cô ấy sẽ sẵn sàng cởi áo ra trong một vài giây. Thiệt cũng đó. Đỏ mặt rồi nè. Tốt nhất lên mặc thoải mái thôi, bất kể thời tiết như thế nào. Rồi nói chung là mấy em này tranh luận với nhau thôi. Một cái sự kiện này thì đương nhiên là trang phục của em này rồi. Chọn ghế ship sơ mi qua em này. Đó, hai em này đều lên team hết. Cơ bắp luôn luôn chiến thắng. Lộ da lộ thịt nha. Nếu bạn mặt gần như là quá thân. Giết level 5 thì chơi tới bàn 5 thì level 5 thôi. Cuộc sống của bạn sẽ được quyết định trong 24 giờ thư kế. Tốt nhất là đừng có làm hỏng đó thôi. Sao giờ nhắc tới chuyện tùy tùng gì nữa. Đánh boss để chết. Will you just like go away? We're gonna have so much fun. Em kia cơ bắp thì chắc đang ở chỗ tập gym này thôi. Đi nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi là được hồi máu. Nhớ ba cái lựa chọn này, tí nữa mình bắt đầu lại lần nữa. Đó, hay giờ em nói đây nè. Hey à. Đúng đây, party. No way. Ok, hẹn hò nha em. Vãi. You sure? Mới em nói từ chối mình rồi. Mình còn yếu đuối quá. Chắc chỉ số mà sạch trên mình thấp quá nên em nó từ chối rồi. Leo đã bỏ đi và bỏ lại bạn với một trái tim tan nát. Bắt đầu luyện tập thôi. Mình sẽ nhận được 4 gen. Đỏ lên được 9 gen luôn rồi. Thất tình nghe vào tập game hả?
Thôi làm anh hùng đi. Dù sao là mới thất tình rồi còn đi tiệc tùng gì nữa. Đằng nào tôi cũng chắc chắc này. Ủa đây còn nữa hả? Cái gì vậy nè? Chưa một tin bán. Cái này không thể bán được. Trừ một cho em lời quyền luôn rồi. Chứ tội mà đi gặp gái mà tán tỉnh à. Em Leo mới có 4 điểm mà chưa được xô muối gì hết. À đây không phải là cái bản nhiệm vụ để mình nhận mà phải hoàn thành tất cả nhiệm vụ này luôn. Nó bắt mình chọn bên đây mà. Thử đây, đi party đi. Mà kể thế giới. Để con này nó ra đánh giùm mình rồi mình ngồi coi thôi chứ mình không phải đánh nha. Chắc rồi. Mình hồi nãy mà mình ra đánh thì có khả năng win. Còn mình không đi đánh, mình đi chơi rồi bỏ cho em nó tự chơi đó. Thì khó. Mười độc. Rồi, chết luôn không? Còn hai máu à. Rồi nhân loại đã diệt vong rồi. Để thế giới bị phá hủy. Cái tội mà đi ăn chơi này nha. Một vài người sống sót. Chuyện gì đã xảy ra sau đó? Thế giới bị hủy hoại thì mình rất là đang buồn. Mình là Leo là hạnh phúc với nhau trên cuối đời, trở thành một người bạn. Sao chuyển thành bạn ấy? Mình bỏ cái thế giới gì em nói, mà cuối cùng chúng ta lại là vô game zone rồi. Thì thoảng thì mình vẫn gặp cái cô ấy thôi. Thất tình, thế giới tan nát. Game over. Mở được cái ending. Rất là nhiều ending nha, 120 cái ending. Ôi giời ơi. Có 6 nhân vật, vậy là mỗi nhân vật khoảng 20 cái ending nữa. Mở được cái bộ trang phục rộng. Trời ơi. Game này hình thời gian giả lập hẹn hò đi. Mới được một cái ending duy nhất thôi. Đây nè. Không có xem lại được ending nha. Chỉ số của mình. Sự kiện đã xem là 5/400. Tức là còn rất là nhiều cái sự kiện nữa. Hồi nãy là cái sự kiện đầu tiên là hai em nó cãi nhau trên đảo. Với gặp cái em mà kia xuất hiện. Cái em quản lý đình gần. Sự kiện thứ hai là em Leo cãi nhau với cái thằng kia. Thằng Vladimir gì đó. Rồi nói chung là ok. Thử lần nữa. Lần này lên trung bình đi. Chuyển qua đại ca 5S ha. Đây. Giờ mình sẽ target vô là không. Trung tình. Phục thù em này mới được. Lên là Fimbo đi. Không.
Để mà hồi bị kiện bản quyền chứ. Cái điểm này điểm gì đó? Mới sáng sớm thì đấm quái luôn. Chọn con quái là con Skid. Nó đang trốn ở cái khu mà phòng tập gym này, nó rất là mạnh. Thì mình đi sẽ đi party, đi kiếm thêm đệ nữa. Rồi ok. Bây giờ có một con quái ở đây. Coi cái bản nhiệm vụ. Multiway là cái gì đó? Cái này là bôi vô cái kiểu như là triệu hồi vậy. Mất 10 máu tối đa. Nhận được cái này. Không. Học cái vùng thủ nhanh nè. Năm điểm trí tuệ. Mình là thiên hướng trí tuệ không? Cái này rất là khó nha. Cực khó luôn. Mấy cái này đi, hy sinh 10 máu của mình đi. Cái quà màu đỏ này là cái lời nguyền. Bây giờ cái nhân vật của mình nó chỉ số nó đều nhau chứ. Đi shop đây. Chào em. Mất 6 máu tối đa nữa. Mà mấy cái này không lợi lộc gì cả. Hai em này còn đang chơi mà cái giải đấu bài. Trời ơi, tận thế đến nơi em ơi. Giúp to. Chuyện gì đã xảy ra với một cái con thú nhân mồi á? Tôi mua một con ma. Nói chung hai em này đang nói chuyện về cái vụ đánh bài vậy đó. Con ma chó, một cái kẹt rất là tệ thôi. Mình sẽ chọn thiên hướng em này. Nhưng mà 80 điểm sẽ co đó. Và cái 80 điểm này nè, hơi bị chua đó nha. Bạn đã kiểm tra hết 39 lá bài chưa? Không nhận ra bạn ở đây đâu. Em này là dạng thương gia mà. Ok. Tôi nhanh đi, mấy đoạn này đọc chữ là chủ yếu hội thoại liên quan đến việc hẹn hò với tranh cãi thôi. Nó thuộc cái này là thuộc dạng event. Tức là có 400 cái event lận. Mình chơi giết mình thuộc lòng, mình biết lựa chọn cái nào thiên hướng như ai luôn. Còn gì đây? Ông bắp cài à. Cố lên để ca nó hết. Ủa sâu hết nhầm. Rồi có 10 máu à. Mũi đấm cho hai cái là lên giữa luôn. Monstrous. Leave it to me, Captain. Nhận được cái lọ thuốc gì đấy. Yep. Nhận 4 cái gigon con tân cành, được 18 điểm. Đi phải ti là gọi đệ, còn cái này là lên điểm sức mạnh. Máu thì mình không cần hồi đâu, có 24 máu à. Đi đây để đánh quái nữa. Ok.
Nên nhớ tuần này game thể loại theo bài tên bay nha, đừng có lan man lạc lõng quá. Cái gì nữa, bà chỉ số ghê vậy. Còn 6 máu à. Nó đánh mình được cái 95 độc. Bây giờ mất tới 7 máu rồi. Nhận được cái súng laser. Ok. Xương thủy tinh là cái gì đó. Nhận được một điểm gen đó nè. Howdy neighbor. Em này bắt đầu mà viết sách nữa, trong cơ bắp được điền nhưng mà cũng thú vui với văn học á. Viết một cái quyển sách về cái du lịch ở cái thị trấn này. Còn 4 ngày nữa tận thế em ơi, đừng quên. Đang kể về cái nội dung quyển sách, một cái cuộc phiêu lưu với nhóm anh hùng nào đó tìm được 7 cái nguyên đá nguyên tố để đánh bại cái gì đó cứu thế giới. Tôi không thể đọc nó, cái ngôn ngữ viết bằng cái gì vậy nè. Tôi không thể nhận ra bất kỳ chữ nào. Vậy là em này chắc là chữ đẹp lắm á. Tôi viết nó bằng tiếng Nhật. Tiếng Nhật là cái gì? Mình có thể nói tiếng Goblin không hay là tiếng Nhật? Ok, Goblin. Là Goblin. Tôi sẽ dịch nó cho bạn này. Ok. Em này còn thông thạo cái ngôn ngữ tiếng của mấy con Goblin nữa. Chúng ta có thể làm bạn không? Ok. Một điểm game ship. Ngon. 80 điểm cho coi với mà 5 điểm với em này nha. Nhớ nha. Một ngày đẹp trời nọ. Hồi máu hay là hồi máu đi. Cái này là cái gì? Good. Nhận được một cái điểm hiệu ứng với mà em nó. Đâu 4 điểm rồi nè. Bây giờ mình nhiệm vụ mình là lên 8 điểm. 5 team và 80 điểm cho con. Trước cái ngày đông đai phải tiên à. Tức là khoảng 1 ngày nữa. Đây. Ok, cố gắng lên. Hết quái để chúng ta bè mày. Hồi nãy là có cái gì đó ở shop. Hôm nay mới là ngày 3 thôi. Ok. Thằng đứng gửa nó vô đây với nè. Mà nhìn nó đực hay cái ta? Đực mà nó bị cắm sừng rồi thì thôi nép đi. Thằng này là tên là Gun nha. Not again. Đây. Nó là đực rồi. Không thể tin là không có ai muốn tham gia được cái chiến mạo hiểm của mấy thanh niên nữa hết. Muốn trở thành một anh hùng. Nhưng mà chỉ tỷ những người đã có kinh nghiệm thôi. Giống như đi anh em đi xin việc bây giờ vậy đó. Ai cũng đòi có kinh nghiệm hết. Nhưng mà không ai tuyển người không có kinh nghiệm thì sao lại có kinh nghiệm được. Đang nói về đúng cái câu tôi vừa nói luôn. Anh em bây giờ muốn có kinh nghiệm thì em tự khởi nghiệp. Giống mấy thanh niên này muốn có kinh nghiệm về đinh gần á, thì tốt nhất là tự đi solo đinh gần. Nhìn đúng khổ. Not messing around.
Ai đây, ai đây? Em này bạch tuộc hả? Bốn lỗ luôn. Ủa, bốn cái mà tên tác lè luôn. Bung ra một vài cái phép thuật kháng ám. Đợt này nếu như tôi đủ 80 điểm score là tôi lủi luôn, sủi luôn. Đi với em này, chứ không có vô đánh con trùm cuối nữa đâu. Cái gì đây? Da hay là cơ bắp? Phe cơ bắp hay là phe da thịt? Phe cơ bắp để lấy hảo cảm với em này đi. Đó, đúng rồi đó. No, không có join party gì hết. Tham gia cái giáo hội nữa. Trời ơi, coi cái mặt. Cũng được, có cái body được rồi. Nó cho mình một cái nắm đấm. Ok, nắm đấm mà pháp sư bằng ma á. Con ma trong vòng nghiên cứu. Tình 4. 54 điểm. Đấm con này xong thì chắc đủ 80 điểm quá. Your screams will be my lullaby. Con này giống vèo con. 30 máu. Con này nó chơi độc á. Nhận 50% đám nữa. Nhưng mà giảm phòng thủ đi một. Trong một tool mình giết được không? Là cái này là lock. Kết thúc luôn á. Xong mày rồi. Đấm cho con cái nữa nè. Chém mày cái nữa nè. Rồi ơi, con này đúng là đại ca 5S mạnh phết. Nhận được cái gây gậy độc thì giống như cái màn nãy luôn rồi đó. 18 điểm đủ nè. Đinh gần. Có một cái túi trà. Xin là gì? Thôi rồi này. Chính cái lời nguyền rồi, vô đinh gần ha. Bây giờ đủ 5 điểm như em nói nè. Đó, mình nhận được phần thưởng đã. Bắt đầu cái nhiệm vụ lãng mạn nè. Phải đạt được cái điều này á thì mới bắt đầu vô hẹn hò, chứ không có dính vô cái game zone như nãy nè. Nãy dính cái game zone nó khổ quá. Ok, đi đinh gần. Bây giờ đi nhanh đi. Dính 5 lời nguyền. Ông khóc ơi, ông ếch ơi. Hey à. Quá giờ thì yếu hơn nhưng chúng ta mạnh hơn rồi. Cái áo rồi. Chửi mình rồi. Thằng này nó đòi biến đổi gen của mấy đứa trẻ sinh ra để trở thành một chiến binh luôn. Tại vì cha mẹ ông tụi nó yếu đuối quá, bây giờ coi như là bỏ cái lớp đi. Nhìn cái body 6 muối đảo. Thôi, để yên tụi nó đi. Em này cũng máu chiến quá vậy. Mất một tim rồi đó. Nhớ cái lựa chọn nha.
cái lựa chọn nãy máu chiến lên để được cái em này lên thêm. Em này hổ báo hết á, chọc chọc cái là đấm mình thiệt luôn á. Cái gì vậy? Tình thế chưa? Con quái thì đang chặn đường đến cái shop, mình sẽ chọn con quái mạnh để mình đấm nó luôn. Đi bật ti đây, lấy thêm đệ nữa, lại thằng này. Ok. Your screams will be my lullaby. Đừng cục tạ gì. Cái lợn quyền không nổi. Học cách đầu hàng và nhận được 3 điểm dừng phạt trong combat đó. Một tool mình không dứt điểm nó được thì đầu hàng gây 70 đam lên chính mình. Phát nữa, phát nữa. Rồi xong, xong rồi. Hoàng đệ mình chưa có đánh nữa đó nha. Quyền của một cái điểm này mỗi tool ghi một đam khi bắt đầu cái tool. Mất 6 máu tối đa. Bây giờ mình bị đánh là mình chết luôn á. Mình chỉ có cái trò này thôi. Yo. Cái thời đại này mà vẫn còn cưỡi ngựa đó. Tina có 3 chân bị thương. That's a good idea. Wow. Game này là không có lồng tiếng nha. Lâu lâu chỉ có vài cái câu biểu cảm cảm xúc của mấy nhân vật đưa vô cho nó mà thú vị hơn chút thôi. Oh shit. Hai hôm nay nó chèn chèn em dính giữa này hoài luôn. Mấy cái nãy là mấy cái gì ta? Mấy cái câu hoạt động thể dục thể thao gì đó. Bắt cóc một con ngựa hay là sửa là cái chương Fit Buggy Anchor là cái gì ta? Em này thì hổ báo lắm nên bắt cóc con ngựa đi. Đưa ra cái lời phiên khốn nạn thiệt. Bây giờ sắp tận thế nè. Ủa không có tiệc tùng gì á. Không đi tiệc tùng gì luôn à. Evil will perish by my hand. Ủa cái này sao nó lại là lời nguyền ta? Một điểm trí tuệ và 4 điểm động mà. À mình bị 4 độc nè. Chết rồi, mấy cái món này mình không có bôi đường độc rồi. Không có bôi đường phép luôn nữa. Mình chỉ có sợ chen thôi. À đây. Phá hủy cái tim nó là sao? Tám máu hả? Xong nó luôn này. Leave it to me, Captain. Hang để mình nó bêm cái nè. Phá đơn giản. Đó, một ngày trước khi mà die, die, die.
Đầu lâu hay là trang phục? Trang phục đi. Đi bài ti thôi. Ngày cuối rồi còn làm cái gì nữa? Lấy được con heo nữa. Ok. Ở đây thì có một phần quà cho mình trong cái đinh gần nè. Nhưng mà nó chỉ có 2 điểm này thôi. Mình có 200 điểm rồi. 5 điểm trí tuệ. Ít hơn 5 điểm co là không được. Ít hơn 5 điểm trên nhà Magic thì cũng không được luôn. Nói chung là mình hoàn thành được 4 cái bản nhiệm vụ ở đây rồi. Cái G là sao ta? À, mình có thể gon mấy cái này. Không, mỗi tôi là không cần đâu. Đọc cũng không đâu. Xóa được một lời nguyền cũng ngon. Bây giờ máu mình lên lại ba mấy nè. 1 điểm trí tuệ và 4 điểm độc. 94 độc. Thôi bỏ nó đi. Mấy cái vật phẩm nào xài được thôi xài luôn. Hết rồi. Mình mới có 4 điểm với em Leo à, toan quá, nãy lựa chọn sai cái. Rồi không, hồi nãy là đủ 5 là mình nhận luôn rồi. Tính ra là chắc hoàn thành nhiệm vụ rồi đó. Bây giờ không cần điểm coi nữa đâu. Đi đây lấy quà thôi. Hey à. Chào Sot Tết. Gọi là Sot á, viết tắt lại là chữ S E CH gọi là Sot. Đợt này không biết nó có được chim chuột gì nữa em nó không nữa. Hay là rơi vào game zone mà kể cả tận thế luôn. Rớt vào game zone là tôi đi đánh chồng cuối luôn đó. Đó 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 đó. Em muốn chỉ là bạn à. Muốn ra ngoài cùng anh không? Muốn chạy trốn à? Game Zone. Chỉ là muốn là bạn thôi. Xong rồi anh đi đánh giùm cuối. Không có yêu đương gì hết. Em nói cho mình cái gì vậy? This is sweet. Rồi bye bye em. Anh về thế giới thôi. Không muốn em đau khổ. Đi tới đây rồi làm anh hùng. Your screams will be my lullaby. Bút nè, bút nè. Prepare yourself. Mother. Đấy nó đứng trước hả? Rồi đánh lần có một máu. Cù bắp. Đánh 4 lần 8 đam. 9 đam đánh đấm nó chứ 9 đam cái. Cái này luôn. 2. Tính kiếm lá này trước khi đánh 4 lần đó nè. Lấy 3 điểm thủng thôi. Mình xài 1 tháng là hết bài luôn rồi. Nó gần chết luôn rồi. Bàn để mình bèm nhé. Đây tụi mình tiếp. 15 đam nó còn 5 máu. Xong rồi hai cái này nó dư sức chết luôn rồi. Rồi, chuẩn biệt luôn. Anh đi cứu thế giới được đây.
đấm tiếp, đấm nó, chọt nó. Leave it to me, Captain. Overkill. Rồi, 570 máu. I gotta go fast. Gì thôi đó hả? Con này đắt cái này gì đó hả? Rồi bây giờ coi lại mình với em nó có tiến triển gì không? Rồi bây giờ mới kể về mình nè. Mình thì đã đánh bại được thằng con quỷ chú cái gì kỵ sĩ bóng đêm và nhận được cái danh hiệu là anh hùng. Quyết định trở thành một cái mà nhà phiêu lưu trong cái nhóm của Galeo và trở thành quản lý của em. Bắt đầu kể về thế lên. Cả hai bắt đầu phiêu lưu khắp mọi nơi, đến nơi này đến nơi khác, cứu thế giới hết lần này đến lần khác. Vẫn là cái game zone đó trời ơi. Nè, hoàn thành cái nhiệm vụ rồi mang tịch là cái nhiệm vụ đáng mạng đó, nhưng mà vẫn rất vào cái game zone. Thấy đường tình nó chăn trở chưa? Làm tiếp nhé nữa không anh em? Tiếp phát nữa đi, dẫn lại em này luôn nha. Dẫn em này luôn, Leo, trung tình. Này, lấy tên để tôi đi. Sáu ngày để cứu thế giới, ok. Có khi thằng Long này nó cua được cái á. Chỉ số ban đầu đều nhau hết. Sinh nhật của mình có bao nhiêu người đến dự? Rất nhiều đi. Nhận được cái hộp quà bí mật. Cái này là sao ta? Nhận được cái gì nè? Cái vòi sen hỏng hả? Thấy thằng Long Weibo này bắt đầu nó hơi hiu hiu rồi đó nha. Tăng một độc mỗi tool. À, tí nữa mình bui cơ bắp hay là phép á, mình nên gon luôn cái kill dưới này. Bây giờ coi ai 10 con thì đạt được cái này đơn giản. Ghé quán bar đạt được cái này đơn giản luôn. 3 cái dâu găm thì hơi khó đó. Hình game cái này cũng hơi khó luôn. 5 cái hộp quà bí mật. Lấy được 8 cái này không? Cái này quan trọng nhất. Rồi ok, bây giờ đi đến quán bar làm nhiệm vụ đầu tiên đã. Nhận được một game ship. Yo. Thằng này là thằng cướp biển mà. Giúp nó đi. Đây 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 Leo đây. Tôi nhanh mấy đoạn này được rồi. Cái kháng độc này quá cao để có thể mà bị say xỉn trong lúc làm việc, nên cứ nhậu thoải mái. Chịu hồi một người bạn nào. Ok, quất. Wow. Không, không có làm bạn nữa, nãy giờ làm bạn nhiều rồi. Quất 15 cho mệt nha. Xỉn dữ rồi đó em ơi. Ai đây, ai đây, ai đây. Loli nè. Con này giống mà Harley á. Mấy cái nhân vật Harley trong mấy phim mà nửa trên là người, nửa dưới là chim á. Who are you again? Bớt Melee á. Tên cũng na ná nhau luôn. Chúng chơi chữ nè, chữ này chữ chim nè.
Cái hạt tai của game này thay đổi mỗi lần 40 cái game thôi. Chơi 40 lần là thay đổi một lần. Phá vỡ bức tường thứ tư nha. Ô, nó nhận ra mình luôn. Intriguing. Tinh dược. Xương dược chứ. Cái này chính xác là xương dược. Được khảo cảm hay không được làm cái gì hết. Chưa có quái vật nào mới vậy. Có mấy quái vật cũ này con à. Con này chắc 10 máu chứ nhiêu. 10 máu. Vừa đủ luôn, nó dính thêm một đống độc á. Ủa đâm độc vô mình á. Nhận được cái lon gác, cái lon cát á. Đi học. Tăng được một cái điểm, cũng được. Mục tiêu của mình vẫn là bao nhiêu điểm đó thôi. 5 điểm và 80 co. Tất cả đều tăng lên một team hết rồi, em này 3 team này. Ủa, sao không xài được? Nè, được cái cây kim độc gì đó. Một điểm ma thật. Vậy là Long Quy Buông này chắc buông đừng phép luôn. Vando with Mila. As expected. Chúng ta có thể triệu hồi một em bé. Có một cách đơn giản hơn để có em bé. Không cần phải triệu hồi đâu. Ok, quất luôn. You like I afternoon. Có một cách có dấu hiệu là mở ra một cánh cổng dẫn đến thẳng cái địa ngục luôn. Còn nói chung kể chuyện phiêu luôn á. Tặng cho mình một cái ngọn lửa phép. Rồi chắc vui đừng phép luôn đó. Ok, hẹn vài ngày đó đi cắm trại cùng nhau. Đến đình gần hay là đến bệnh viện? Đến bệnh viện thì được cái gì? Đi học thì chắc lên điểm trí tuệ á. Học được kêu quá. Đi đến đinh gần thì dính thêm một cái lời nguyền thôi. Mất một thủ nhận 10 cái điểm phòng thủ. Nhưng một đam áp dụng hướng buôn. Cộng một độc. Gì con nữa. Mình vui phép mà. Đó. Gì con cái này luôn. Tất cả đồng minh hồi 5 máu. Cái này có chơi online đâu. Cái gì? Nó lận quảng dính vô thằng Vando này là nó thông lỗ luôn đó. Bây giờ đi đâu đây Long Weibo? Đi bệnh viện nữa ai? Thôi đi vòng game đi em, nó hay hơn vòng game lắm. Chết. Đi vòng game nó lên trên.
Experiment number... Huh? Cái platform gì nữa nhỉ? Test subject found. Nó nói nhìn mình như một con sa dông hơn là một con thằng lằn hay tắc kè. Đây là lỗi sa dông gì vậy nữa nhé. Bên châu Âu á, họ không biết đến con thằng lằn đâu. Bên bản nó không có thằng lằn xuất hiện. Thằng lằn mình ở thường mới dùng nhiệt đới ôn đới như mình á. Còn bên bản dùng lạnh thì ít cái con đó lắm. Đi. Potential noted. Tail of newt, drop a fruit. Mình cũng là loài gồng đó, nhưng mà loài gồng hơi bé thôi. Em này mới là loài gồng thực sự mà. An unexpected outcome. Làm sao mà hẹn hò được khi em nó vẫn coi mình là một cái con động vật. Đó. Cô ấy không nghĩ cơ bắp thì trở nên tuyệt vời đâu. Bye bye em. Còn quái gì đây? Con game này con nhận cái gu nó mặn thiệt á. Hai điểm đấy xuống. Thôi chết rồi. Rồi, vẫn đánh được. Mình đam giảng theo thời gian nhiều hơn. Casino chip. Đi đến quán bar kết bạn hay là đi đến phòng game gặp em kia đi. Tăng điểm lên, tăng điểm team lên. Ok. Nhiều team mà. Mới 4 team mà. Gán team nữa nha. Đi shop đi, mình đang thiếu đồ. Chơi cái này cho nó bí ẩn. Experiment number... Dạo này mình gặp em này hơi bị nhiều rồi đó. Cái voi em này lồng tiếng nghe đúng đã thôi. Nó vừa có âm trầm vừa có âm bổng. Nhìn cặp mắt gian gian đó nè. Were you born stupid? Bạn bắt đầu ngửi thấy cái mùi khói. Em này đang ở trong cái vùng lóc nha. Bình tĩnh. Khói nó là bình thường thôi. Have I forgotten something? Tôi cảm thấy đang quên cái gì đó à. Xong rồi. Cảnh báo tới xa hả? Đây 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 này. Chứ không thôi là cháy nhà thiệt á. Cháy nhà em là thành chim nướng luôn nha. Subject found. Đúng là shopkeeper rồi.
Em này cũng là tâm thần thiệt luôn á. Yeah. Dùng súng phun lửa đi dập lửa từ một cái thiên thạch trên mái nhà. Mình thì ngất xỉu luôn. Chào mừng đã trở lại. Thử nghiệm thành công. Lá trà hay đứa tâm thần thì ra mới được. Tội nghiệp Long Weibo của tôi. Chụp tấm hình này cho nó. Đã nhận được cái súng phun lửa của em đó nè. Rồi em nó đi lấy cái cưa máy lại nè. Đừng nói nó cắt cái đuôi mình nha. Cái mông của bạn đang bắt đầu rất nguy hiểm đó. Chạy 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 chạy. Nhưng sao mới lên bà ba à? Gớt chip hay là gớt to cành? Gớt to cành thì mình còn bị gôn được. Học, học hồi nãy nó lên cái gì ta? Học với nó ra kêu nhớ rồi. Mình đánh đâu dài nên mình cần mấy cái kêu hồi máu cũng được. Bây giờ đi quán bar đi. Team với em này mới có 4 là gán điểm nữa. Nè mới được cái súng phun lửa nè. Mình dạng đánh lâu dài à. Đâu này quán bar rồi đây. Đó được cái chip Gigon nè. Nhận được một cái điểm tình bạn nè. Lại gặp em này nữa rồi. Bé Leo của tôi đâu có tiêu rồi. Tôi ở đây để cứu bạn tôi. Nó muốn là dược thử cái thuốc lên mặt của mình. Khuôn mặt sẽ trở nên ẩm ướt. Trời ơi. Chiều em nó luôn. Có gì chết bỏ. Tạm biệt Long. Rồi ok. Chúc mừng Long. Nó chà cái thuốc vô mặt mình. Cái mặt mình phát sáng và trở nên là nóng bỏng hơn. Mình cảm thấy đúng là nóng bỏng hơn thiệt. Không chừng bỏng thiệt đó, chứ không phải là nóng đâu. Nhận được 2 ma pháp. Tiếp đi em, có nhiều trà hết cho mình ăn đi. Have I forgotten something? Thôi rồi, không đủ rồi. Không đủ 5 tim với em á. À không, mới cái thằng Dragon Laser à. Gồng này đấu gồng kia hả? Ủa hết dễ xương rồi nè. Mình chưa mất máu, cho nó là 3 cháy, 2 cháy nữa. Đóng độc luôn. Bàn cuối phòng thủ rồi, tại mình chơi được một lá bài nữa. Mất 1 máu không sao hết. Mất 12 máu, lên 10 độc luôn rồi. Còn 9 máu thôi. Rồi tiếp 5 máu nữa. Rồi dứt điểm này luôn. Overkill, overkill. Trừ 33 máu. Nhận được cây đàn bát. They wanna see me juggle? This will be a blast.
blast. Đi lâu đài thôi. Rồi không có cái điểm đăng tình bạn rồi. Chấp nhận đi lên đây lấy một lời nguyền có thể gặp em nó để tăng một điểm tình bạn. Là điểm tình bạn này. Cái này đúng hình xui luôn nha. Đánh 2 lần gây 7 đam mỗi hit thì cũng được đi. Hết rồi, còn đồ cùi không à. Toàn này lên em ơi. Rồi không có gặp em kia luôn rồi. Toàn này. Thôi, đi theo em nó đi. Kệ. Không cho em 6 muối được thì chúng ta chuyển qua nữ tiến sĩ chim này. Gu hơi mặn tí thôi, nhưng mà mình cũng là động vật mà. Đi với người không được thì đi cùng với thú. Này em nó vô giúp mình đây. Không biết tình bạn với em này nhiêu đó. Nhưng mà em Leo thì chúng ta lại tiếp tục làm bạn này. Sau 3 lần chuyển sinh thì chúng ta vẫn chưa đến được với nhau. Buồn. Buồn thì đi đánh chùm cuối thôi. Dính cho lời quyền gì nè. Nhận 6 độc và 2 thủng. Không, mình đánh trước thôi. Time to announce your results. Đánh em mà đánh nó em ơi. À em này có tác dụng là giải mấy cái lời nguyền bất lợi cho mình. Đánh đau với gì ta, một phát mà mất 20 máu luôn. Lấy phòng thủ thôi, gây 8 đam mà 2 lần đánh luôn, hồi 10 máu vừa đủ. Nhận một điểm tình bạn. Ok, nó lên 6 chai này. Đau nha. Check this out. Mười một máu hồi lại thành 52 cũng được. Hai cái này nó như nhau vậy. Hai điểm phỏng đánh cái này nó chết luôn rồi. Time to announce your results. Overkill. Overkill. Nói chung vẫn gắn vào Genjon thôi. Buồn. Buồn của Long. Thế giới đã được cứu. Thị trấn đã không bị hủy diệt nữa. Thank you.
Nhận được cái item mới gì nè. Mình bắt đầu làm chuột bạch cho em này. Chơi thêm 14 cái game nữa để tìm hiểu tất cả các tình tiết ẩn với em này luôn. Lòng được tới đây luôn á. Đó, mình đã được hẹn hò với một nhân vật bí mật. Cũng được. Bỏ con săn sắt bắt con cá rô. Dẫn cài cái em 6 muối này nha. 3 lần chiến sinh, 3 lần hẹn hò đều không có gì hết. Ok, game này đáng lẽ chơi đi chơi lại rất rất nhiều lần quá. Nãy giờ tôi chơi mới được có 3 lần. Trung bình mỗi lần 6 cái này đi. Kết bạn được với trong con game này có 48 nhân vật luôn nha. 120 cái ending. Vật phẩm thì tìm được khá nhiều. À, đây là những cái thử thách dạng như cái thành tựu vậy á. Thì nãy giờ cũng không đề được nhiêu. Có mod nữa hả? 3 lần đủ khó mới được. Thôi. Trời ơi, con cơ bắp kìa. Kẹp cổ tôi một cái rồi đi luôn á. Game này dễ cảnh bách giao mà tốt hết đó chứ. Rồi, ok bye bye anh em. Game này rất là thú vị nha. Nếu như anh em không học luôn thì có thể nó hơi khó nhạt với khó chơi đó. Nhưng mà game này có rất nhiều thứ để khám phá luôn nè. Đầu tiên là nó 400 cái sự kiện luôn nè. 120 cái ending. Nhìn vô hai cái chỉ số này anh em phải thử đi thử lại. Thậm chí chơi mà gần như là tính toán tất cả mọi thứ á thì cũng phải chơi 120 lần. Trung bình mỗi lần là khoảng 30 phút đi. Thôi 20 phút thôi. Nếu như chơi 120 lần có 220 phút là 2400 phút. Tức là khoảng 400 giờ chơi hả trời. 40 giờ chơi. 40 giờ chơi thì xem như có thể phá đảo được gần hết con game. Tuy nhiên bù trừ vô cái nhân phẩm nhưng mà mấy cái lựa chọn nữa thì cũng khoảng tầm 50 giờ chơi đó. Game này mà có thêm cái mod 18 cộng nữa thì đúng số dách luôn á. Nhưng mà chắc không có đâu. Để tôi coi kỹ là cái tem phép này. Cái bằng mềm dịch thì nó chả dịch được con game này. Buồn phết luôn. Nè, cái phần mềm dịch nó không có đọc được phông chữ nó hiện gì nè. Coi lại cái trang tem phép nhé. Một trăm đánh giá chỉ ra mắt trong vòng một tháng xem như khá là thành công rồi. Bên Xin To họ bán thêm mấy cái mà mới nữa nè. Đầu tư phết ta. Tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Anh. Trung phòng thể với Trung giảng thể à. Game này có mod hay là cái gì không? Không biết, tiếc là không có. Chỉ là gói game và âm nhạc thôi. Ok. Game tính ra là cũng đáng chơi đó, khá đáng chơi đó. Lối chơi tên bay thì nó tương đối đơn giản, chủ yếu mình cái quá trình mình đưa thu nhập mấy cái vật phẩm rồi.
Ngoài cái 6 cái nhân vật mặc định, mình được đóng vai trong 5 nhân vật này. Với mà 6 cái nhân vật mặc định này thì còn có rất nhiều nhân vật phụ để mình có thể tương tác hẹn hò nữa. Đây người ta chơi, người ta lập party chơi rất là thú vị nè. Còn tôi thì chơi solo một mình thôi nên hơi khó tí. Hồi nãy là chơi mức độ dễ nhất đó nha. Rồi, ba anh em. Game rất là thú vị. Tuy nhiên là khá là kén người chơi đó.